Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Để tiếp tục, Minh Thúy xin mời quý vị theo dõi bài siêu tầm Trình độ học vấn của cử tri và yếu tố quyết định vào giờ chót của thành phần này đã làm đảo lộn các thống kê và thay đổi cục diện của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 do Nam Anh trình bày. Trình độ học vấn của cử tri và yếu tố quyết định vào giờ chót của thành phần này đã làm đảo lộn các thống kê và thay đổi cục diện của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Theo một nghiên cứu mới nhất vừa được phổ biến, các cử tri tại các tiểu bang quan trọng đã ngã theo ứng cử viên Trump ngay trước ngày bầu cử. Song song với các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, không hỏi ý kiến của các cử tri không có bằng đại học. Cuộc nghiên cứu cho thấy yếu tố này đã gây ra sự tác hại của sự tự tin mà bên phía ứng cử viên Hillary Clinton chủ quan sẽ đánh bại ứng cử viên Donald Trump trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Phân tích của các cuộc thăm dò bầu cử năm 2016 do Hiệp hội Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Mỹ công bố đã cho thấy bằng chứng cho thấy là cử tri ủng hộ ông Trump có nhiều khả năng hơn cử tri của bà Clinton vốn chỉ bày tỏ sự quyết định của họ đối với các nhà thăm dò sau cuộc bầu cử. Nhưng qua cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy rõ rất ít bằng chứng rằng cử tri không muốn tiết lộ quyết định của họ cho các nhà thực hiện các cuộc thăm dò dư luận của cử tri. Các tác giả của bản phúc trình bao gồm các nhà nghiên cứu uy tín, chuyên điều tra về trình độ của nhiều thành phần khác nhau họ lưu ý rằng các cuộc thăm dò trên toàn quốc đã bị thiếu sót với một biên độ rộng hơn mức sai biệt trung bình mà các cuộc thăm dò đã từng thực hiện trong bốn cuộc bầu cử tổng thống trước đó các cuộc thăm dò cho thấy bà clinton ở các tiểu bang pennsylvania michigan và wisconsin đều cho rằng bà có một bức tường xanh đầy hy vọng trong khối cử tri đoàn thế nhưng bức tường màu xanh hy vọng này đã bị sụp đổ vào ngày bầu cử mặc dù bản báo cáo này cũng có những sai biệt hoặc không hoàn toàn chính xác của cuộc thăm dò trên toàn quốc nhưng nó ghi nhận rằng tỷ lệ trung bình của cuộc thăm dò ý kiến trên toàn quốc trong hai tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử là một trong những số liệu chính xác nhất trong tám thập niên qua để ước tính cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc. Trong một sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội, các tác giả của bản Phúc Trình cho biết, trong số những bài học tạo ra chiến thắng bất ngờ cho ông Trump là nhu cầu thăm dò dư luận của các nhà nghiên cứu để làm nổi bật sự không chắc chắn vốn luôn có trong sự đo lường về ý kiến công chúng. Mark Blumenthal người đứng đầu cuộc thăm dò bầu cử tại Việt, nghiên cứu Survey Monkey và một trong những tác giả của bản phúc trình nói: Trong bối cảnh của cuộc bầu cử, không phải là điều xấu khi nói cho bạn biết cuộc thăm dò này có khả năng cho thấy có những khác biệt. Trong số những yếu tố mà những bản phúc trình đưa ra, gợi ý là vấn đề gây ra vụ đảo lộn kết quả của cuộc bầu cử thuộc về trách nhiệm của các tiểu bang. Yếu tố quyết định của các cử tri vào giờ chót. Các tác giả bản phúc trình cho biết, một số tiểu bang quan trọng đối với chiến thắng của ứng cử viên Trump có tỷ lệ các cử tri quyết định vào giờ chót rất cao. Những người này cho biết họ chỉ bầu cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong những ngày cuối cùng của chiến dịch bầu cử. Khực này Kennedy là giám đốc trung tâm nghiên cứu Pew nói đây là cuộc bầu cử nơi chúng tôi có hai ứng cử viên không được nhiều người ủng hộ trong lịch sử và có bằng chứng cho thấy rằng một lượng cử tri rất lớn chờ đợi cho đến khoảng tuần cuối cùng trước khi quyết định họ bỏ phiếu cho ai và các cuộc thăm dò như vậy tiến hành trong hai tuần hoặc ba tuần trước cuộc bầu cử sẽ không thể phát hiện sự thay đổi cuối cùng về ý định cử tri các cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện cho hãng thông tấn Associated Press và các mạng lưới truyền hình do Edison Research chỉ ra cho thấy những người có quyết định và giờ chót ở các tiểu bang như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Florida đã ủng hộ ứng cử viên Trump với tỷ lệ cách biệt ở đơn vị hàng chục, nghĩa là hai con số. Bạn Phúc Trình cũng đưa ra Bằng chứng hỗn hợp cho thấy làn sóng ủng hộ ứng cử viên Trump vào giữa chót có liên quan trực tiếp đến lời tuyên bố của ông James Comey, giám đốc FBI, vào ngày 28 tháng 10, rằng sẽ xem xét lại các bằng chứng mới trong cuộc điều tra về vụ ứng cử viên Hillary Clinton sử dụng một hệ thống thư điện tử riêng trong lúc làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự dẫn đầu của bà trong các cuộc thăm dò quốc gia đã bị giảm và bị xói mòn vào thời điểm đó. Yếu tố, các cử tri chưa có quyết định. Trích dẫn dữ liệu từ cuộc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew, trong đó người trả lời trước cuộc bầu cử trong các cuộc thăm dò được phỏng vấn, lại sau cuộc bầu cử cho thấy khoảng một trong 10 cử tri ủng hộ ông Trump, nhưng chỉ có khoảng một nửa số cử tri của bà Clinton cho biết trước cuộc bầu cử rằng họ không quyết định hoặc sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác. Phát hiện này có thể phù hợp với giả thuyết thành phần cử tri e dè đối với ông Trump, cho biết những người ủng hộ Đảng Cộng hòa không muốn thừa nhận ý định bỏ phiếu cho ông vì áp lực xã hội. Nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng ít bằng chứng khác cho giả thuyết này. Kennedy nói, ủy ban đã kiểm tra giả thuyết này theo năm cách khác nhau và mỗi bài kiểm tra đều không ban lại bằng chứng nào để ủng hộ giả thuyết hoặc bằng chứng thuyết phục. Bằng chứng này cũng phù hợp với kết luận ôn hòa hơn cho rằng nhiều người ủng hộ ông Trump chỉ quyết định trước khi họ đi bỏ phiếu. Học vấn Báo cáo cũng cho thấy một số nhà thăm dò ý kiến có thể cũng không hỏi ý kiến của các cử tri không có trình độ đại học, mà đặc biệt thành phần có khả năng ủng hộ ông Trump mà đã từ lâu đã ít có khả năng đáp ứng các cuộc thăm dò ý kiến. Gần như tất cả các cuộc thăm dò đã cố gắng khắc phục sự mất cân bằng này bằng cách sử dụng các thủ tục được biết đến như là trọng số. Điều này cho phép các cuộc điều tra bao gồm tiếng nói của các cử tri có tỷ lệ chính xác từ các nhóm như nam giới và phụ nữ, da trắng và các dân tộc thiểu số và người ở các độ tuổi khác nhau. Nhưng đặc biệt ở cấp tiểu bang, không phải tất cả những người bình chọn có trọng số để điều chỉnh mức độ giáo dục khác nhau. Kennedy tuyên bố, nếu bạn đã là một cuộc thăm dò ý kiến và bạn có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học và bạn không giải quyết vấn đề này thì bạn hầu như chắc chắn đã nói quá lời dành cho bà Hillary Clinton. Kennedy cũng lưu ý rằng giáo dục có mối liên hệ chặt chẽ với sự lựa chọn của phiếu bầu hơn là các cuộc bầu cử trước đó. Kết quả, bản báo cáo còn cho biết những phân tích ban đầu cho thấy cách các nhà phân tích quyết định ai có thể bỏ phiếu có thể cũng đã góp phần vào việc bỏ phiếu sai lầm. Một số nhà thăm dò phụ thuộc đặt nặng vào các cuộc bầu cử trước đây giữa các cá nhân hoặc các nhóm nhân khẩu học để xác định ai có khả năng bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử sắp tới. Những người khác dựa nhiều hơn vào ý kiến từ báo cáo để bỏ phiếu, việc dự đoán sự thay đổi của các cử tri sẽ như thế nào so với các cuộc bầu cử trước đây là một nhiệm vụ đầy mâu thuẫn. Và những bằng chứng ban đầu từ năm 2016 cho thấy rằng số cử tri đi bỏ phiếu ở một số nơi trong các khối phiếu bầu cử, chủ chốt của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, bản Phúc Trình cũng lưu ý rằng một số ước tính tốt nhất về cử tri trong các nhóm nhân khẩu học riêng rẽ, bao gồm các cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ về bỏ phiếu và ghi danh bầu cử vẫn chưa có trong năm 2016. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin được tạm ngưng. Quý vị có thể xem lại chương trình ngày hôm nay vào ngày mai lúc 6 giờ 30 sáng Minh Thúy xin kính mời quý vị đón xem chương trình Good Morning Washington DC vào sáng mai lúc 9h30 giờ, giờ Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị được một ngày an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Thúy xin được chào tạm biệt.